Trở lại với phần tin tức nổi bật, à, chúng lấy chúng tôi có nói đến 9 nhân vật ngày hôm qua chủ nhật đã chính thức đưa cái tên mình vào bởi vì đó là cái hạn chót. Rồi sau đó ngày hôm nay họ đang cứu xét và có thể tối nay chọn ra để ngày mai thứ ba bỏ phiếu. Chúng tôi xin lược thuật sơ qua những nhân vật này. Thứ nhất là ông Jack Berman, dân biểu Berman ở tại Michigan, một dân biểu góc Phi châu là Byron Donalds ở tại Florida. Dân biểu thứ ba là Tom Emmer. Hồi nãy Học Yên có đề cập tới đây là nhân vật mà đã từng ủng hộ trong cái việc mà chấp nhận kết quả bầu cử về phần thắng cho ông Biden. Thế nhưng giờ đây thì phía Trump và những người chống đối đó những người ủng hộ Trump và lên tiếng không chấp nhận kết quả bầu cử năm 2020 đó thì họ có lẽ không bỏ phiếu cho ông Tom Emmer này. Nhân vật thứ tư là Kevin Hurd của Oklahoma, Mike Johnson của Louisiana, Ben uh, Mauser của Pennsylvania, kế đến là Gary Palmer của Alabama, Austin Scott À, đây là nhân vật thứ nhì của Georgia. Ngoại bên cạnh Emmer thì ông Scott cũng là nhân vật thứ hai, cũng bỏ phiếu để chấp nhận kết quả bầu cử. Mặc dù họ nói rằng sau đó khi xảy ra cái vụ tấn công vào tòa nhà quốc hội 6 tháng riêng thì ông Scott này lại bỏ phiếu muốn hủy bỏ cái kết quả bầu cử. Cho nên ông là người bỏ phiếu nghĩa là giữa chừng thì chỉ có hai nhân vật chấp nhận kết quả bầu cử 2020 thôi kế đến là Pete Sessions của tiểu bang Texas và đó là chín nhân vật thưa quý vị được đề cử ngày hôm nay bảy người chấp nhận cái lời cáo buộc của ông Trump là có gian lận bầu cử vì thế trong số này bảy người đã không bỏ phiếu để certify chấp nhận chứng nhận kết quả bầu cử bảy người này bây giờ mình nói khoan hai cái nhân vật kia bỏ qua bên đi dạ bây giờ nói bảy cái nhân vật này liệu rằng những tiếng nói ôn hòa bởi vì hồi, hồi nãy họ vẫn có nói đó cái thành phần nó bị chia rẽ trong đó có những tiếng nói ôn hòa có thể là họ không ủng hộ trump và có những tiếng nói ủng hộ trump thì bây giờ nó bị chia rẽ như thế thì bảy người này là những người mà không chấp nhận kết quả bầu cử thì những cái tiếng nói ôn hòa họ đã có bỏ phiếu mà chỉ cần 5 phiếu thôi là z rồi ở um, trong uh, nội bộ đảng cộng hòa hay là ở phía bên ngoài nhìn vào đảng cộng hòa ấy, yeah. họ có một cái chữ uh, họ gọi là mấy người ôn hòa ấy, mm. là mấy người uh, mềm nhũn này uh, the squishy <laughs> mấy người mềm nhũn này thành ra uh -oh. trong cái vụ này ấy, mm. người ta nghĩ rằng chỉ có cái phía mà cực đoan ấy, thì mới mm. hay là nhắm mắt là chống một người nào đó mà không có lý do hoặc là chấm, nhắm mắt chống người đó mà không có một cái giải pháp. Ừ. Ví dụ như 8 người mà nhắm mắt chống ông Kevin McCarthy để cách chức uh, Chủ tịch Hạ viện của ông ấy. Ủa? Chống xong ông ấy cái bây giờ sao? Rõ ràng là 8 người đó không có kế hoạch gì hết trơn ấy. Ừ. Thì biết chống thôi chứ không dạ. có làm gì hết. Ừ. Trong khi đó những người ôn hòa thì được cho là Well nếu mà họ có chống đi nữa thì nếu mà họ nhìn thấy giải pháp thì họ mới chống. Chứ còn chống để mà chống thì chưa chắc họ đã chống. Đúng rồi. thành yeah. ra họ nghĩ ừ. là ok. À, nhiều khi mình có cần xoa dịu á chỉ cần xoa dịu cái đám mà cực hữu thôi còn mấy oh. người ôn hòa thôi đừng lo khỏi khỏi xoa dịu cứ 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 ép họ chút xíu vẫn còn được tại họ nhũn mà <laughs> ép ép chút xíu cũng được yeah. thưa quý vị đó là lý do mà khó khăn vô cùng cho Steve Kerris rồi Jim Jordan giữa hai nhân vật Steve Casley của Louisiana và Jim Jordan của Ohio. Mới đầu thì ai cũng nghĩ rằng Steve Casley bởi vì đã nhận được cái sự ủng hộ nhưng mà cuối cùng chỉ có vài tiếng nói không ủng hộ thôi. Họ lại muốn bỏ phiếu cho Jim Jordan cho nên cái cái thật rất là khó. Bây giờ chọn một người chung dung. Bây giờ đó cái người đó chung dung có nghĩa là ủng hộ Trump cũng không ủng hộ Trump thì cũng chết nữa mà trong trường hợp này thí dụ ngay cả ông Tom Emmer có ủng hộ ông Trump mặc dù ông không có chấp nhận cái việc mà ông Trump nói rằng kết quả lừa đảo bầu cử nhưng mà ông ủng hộ những cái chính sách hoặc các lập trường để bỏ phiếu cho ông Trump theo đảng cộng hòa thì ngay cả Tom Emmer cũng không có được chấp nhận từ những thành phần chống đối ủng hộ ông Trump mạnh mẽ trước đây vì những thành phần đó họ cho là ủng hộ ông Trump là phải ủng hộ ông chứ ủng hộ chính sách của ông là chưa đủ À, oh, họ đòi hỏi cái sự cái sự giống như yeah. sự trung thành cá nhân họ đòi hỏi là ủng hộ Trump là phải ủng hộ những gì Trump muốn những gì có lợi cho Trump wow và vì vậy thưa quý vị chưa biết được rồi cái à, hiện nay đã cái áp lực có hai cái vấn đề áp lực thứ nhất đó là từ các cử tri của đảng cộng hòa một cuộc thăm dò mới nhất của USA Today với uh, Suffolk University đưa ra ngày hôm nay 67% cử tri Mỹ tin rằng đảng à, ở Hạ viện cái phần chính ở đây là cái chuyện bầu chọn là phải phía Đảng Cộng hòa bởi vì nắm đa số. Hạ viện cần phải chọn một chủ tịch càng sớm càng tốt. 67% và 57% đó muốn cái vở kịch, cái drama, <laughs> cái bi cái hài kịch này đó liên quan đến bầu chọn vị chủ tịch phải sớm kết thúc nhưng mà đó là ý nguyện của cử tri thế thì bây giờ mình đi đưa ra thêm một cái điểm vô cùng bất lợi cho đảng cộng hòa nữa những cử tri nào mà trong các khu vực mà sẽ đưa ra bỏ phiếu vào sang năm đó họ sẽ nhìn lại các hành động các hoạt động của mấy ông đại diện cho họ họ sẽ bỏ phiếu vào ông à, cái đó cũng có thể nhưng mà hy vọng của đảng cộng hòa ấy là từ giờ cho đến tháng 11 năm 2024 khi mà mình đi bỏ phiếu ấy, thì là mình quên cái chuyện này rồi. À, <laughs> okay. Cái hy vọng của Đảng Cộng Hòa là okay. từ đây tới đó có nhiều chuyện khác để mình quan tâm và một mình năm quên nữa cái chuyện này là... đi. Yeah, một năm yeah. nữa. Thì à, vấn đề chính ở đây cái áp lực 100 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine và Do Thái mà mỗi khi mà không có chủ tịch thì cái ngày mà kết thúc cái ngân sách tạm nó 45 ngày tới 47 ngày thì chúng ta thấy rõ ràng cứ một ngày không có chủ tịch thì một ngày mất tiến gần hơn cái việc đóng cửa chính phủ. cái nguy cơ này có thể có không cái nguy cơ này có thể có nhưng mà nếu mà họ làm nhanh á, làm gọn á ừ. thì thì sẽ tránh được. nhưng mà phía bên cộng hòa á thì bây giờ họ đang lo ấy là vì vậy họ sẽ phải làm nhanh làm gọn. đó. Ừ. thì cái kiểu của ngân sách Mỹ ấy, nó có hai cách mà yeah. chuẩn chi, tức là hai cách mà bên hạ viện ta chấp thuận là chi tiền cho cái này cái nọ ấy kia. Thí dụ chúng yeah. ta là một cách mà phía cộng hòa ta thích hơn đấy là từng cái biểu một thí dụ như là chỉ một cái luật này dành mm. riêng cho quốc phòng mà thôi. Cái luật này dành riêng cho y tế mà thôi, cái luật này dành riêng cho nông nghiệp mà thôi thì mỗi cái sẽ được xem xét kỹ rồi họ có tiếng nói ở trong đó. Còn nếu mà vội quá làm kịp ấy thì là họ chỉ cho một cái cục biểu thiệt bự có đầy đủ các thứ trong đó nó gọi là omnibus. Gọi là omnibus ấy, yeah. là mình lâu lâu cứ nghe thấy mấy người dân biểu cộng hòa ta complain về cái omnibus ấy, mm. là cái chuyện là gom hết gom hết vô thì làm sao mà có thể mà chỉ từng miếng mà cắt đi được cộng hòa là thích cắt lắm trừ quốc phòng ra thì thích cắt lắm tại vì họ tin tưởng vào cái chuyện là nhà nước tiêu tới đâu là phí tới đó đúng vậy à, thành ừ. ra omnibus là cái họ không muốn nhưng mà vì họ lôi thôi vụ này rất có thể họ sẽ làm omnibus à. và như vậy là không ưa chút nào trường đấy mà cũng chưa biết được có đạt được hay không nữa. Cho nên ừ. chúng tôi sẽ còn tiếp tục theo dõi và gửi đến quý vị thêm chi tiết. Cho đến khi nào chúng ta mới có chủ tịch lúc đó mới nói đến chuyện ngân sách được. À, cảm ơn Hậu Yến rất nhiều. Xin cảm ơn Hoàng Trung Thụy. Trân trọng kính chào quý vị nhé.